Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video này để đánh giá lại cho mọi người về cái ưu nhược điểm của cái cây gậy Junten mà mình đang dùng này. Cái cây gậy này nó tên là của hãng Junten và nó tên mã hiệu của nó là IT9928 ấy. Mình nhớ không nhầm thì cái mã của nó là như thế. Thì cái cây gậy này mình sử dụng dành cho máy ảnh nên mình không hay lắp cái chân kẹp điện thoại lên đây. Và cái củ Bluetooth này mình cũng không hay dùng đến. Thì sau thời gian sử dụng ấy, thì mình thấy cái cây gậy này nó tương đối bền, đặc biệt là nó như một cây gậy selfie để rút ra được, và nó có thêm ba cái chân này để giúp khi mình đặt máy từ xa nó sẽ cực kỳ vững. Thì về đầu tiên ấy, thì mình sau thời gian sử dụng thì mình thấy cái ưu điểm của nó là về nó có cái lợi thế là về ba chân này có thể đặt ở chỗ vị trí xa và chụp bằng điện thoại hay gì, mình có thể cài gió đặt nó từ xa và tự chụp cho mình chứ không cần phải đến hai người. Đó là cái ưu điểm của nó. Thì và cái thứ hai nó có độ nhỏ gọn và rất là chắc chắn. Đó là hai cái mình thấy ở cái cây gậy này. Đó thì mình sử dụng dành cho cái cây gậy này ấy, mình dùng cho máy ảnh là chủ yếu nên không có dùng điện thoại. Thì mình thấy nó nhỏ gọn và có thể tải được cái mức độ của một cái máy ảnh du lịch bình thường thôi, chứ không những cái hàng máy ảnh máy len chuyên nghiệp kia thì nó rất nặng, thì cái cây gậy này nó không có tải được. Thì mình dùng một cái máy ảnh Canon M50 nên nó dùng trên cái gậy này mà khi cho ra đến dài ra đến tầm này. Đấy, thì cái cây gậy này nó vẫn có thể cầm đây, vẫn có thể tải được với cái trọng lượng của cái máy ảnh đấy. Đấy thì mình dùng để vừa chụp ảnh vào máy ảnh, nhưng mà đa số là mình dùng cái chân này, cái gậy này để lắp máy ảnh vào và đặt từ xa để chụp cho chính mình thôi, chứ còn ít khi mình cầm bằng máy ảnh và selfie bằng cái cây gậy này. Nhưng mà mình cũng đã thử rồi, thì nói chung là chụp bằng máy ảnh thì với cái độ dài này nó không quá dài và các bạn có thể dơ ra là các bạn vẫn có thể cầm được cái máy ảnh, và cái cây gậy này nó vẫn có thể tải được cái trọng lượng của cái máy ảnh Canon M50 của mình, hoặc là những cái dòng M10 hay M6 ấy, là nó có thể dùng được. Đó thì về cái ưu điểm của nó là vậy. Thì sau thời gian sử dụng thì mình thấy độ bền nó vẫn còn rất chi là tốt, các ốc xoáy ở dưới này vẫn không có han gì, vẫn rất chắc chắn. Đó thì còn về nhược điểm ấy, thì mình thấy sau thời gian sử dụng ấy, mình thấy nhược điểm duy nhất của cái cây gậy này là chính là nếu mà dùng trên máy ảnh ấy, thì nó có một cái độ nặng hơn là điện thoại. Nhưng mình cũng dùng cả điện thoại thì trên cái cây gậy này, chẳng hạn bây giờ mình lắp đây là cái tay cầm tay cái kẹp điện thoại đi theo cây gậy này luôn, có chữ Junten này đó. Thì mình ít khi dùng cái kẹp này để dùng với cái gậy này vì mình đa số là mình đi chơi mình chụp bằng máy ảnh. Thì nhưng mà mình nhược điểm của cái cây gậy này khi mà dùng kẹp ấy là mình thấy cái bi này này, cái bi này thì nó có một cái gen xoáy ở đây đó để tạo cái có thể néo chặt lại cái viên bi này ở cố định. Thì khi néo chặt lại thì mình thấy néo kịch rồi, mà cái viên bi này nó chỉ có độ chắc bình thường thôi, không được chắc nịch luôn. Nên ra khi mà đặt điện thoại ngang để mình xoáy cái chân này vào, đặt điện thoại ngang ngay cũng như đặt máy ảnh ấy, mà đặt ngang thế này đó, thì đặt ngang này đó thì nó vẫn ok, cho cao lên vẫn ok. Nhưng mà nhược điểm của cái viên bi này đó là chính là cái khi các bạn muốn selfie các bạn phải gập vuông lên thế này đó, thì vuông lên thế này vẫn là được thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà ví dụ các bạn muốn chụp điện máy ảnh mà các bạn muốn chụp đứng từ xa ấy, đặt máy ảnh để hẹn giờ đến chụp ấy, thì các bạn phải đặt đứng máy ảnh thế này đó. Thì như thế thì các bạn thấy là cái viên bi này với cái chân xoáy này nó không được chắc,
thì và đặc biệt cái chân này thì nó khi nó đổ vuông ấy, nó lại không đổ được vuông góc mà nó đổ quẹp quẹp vào bên trong thân gậy thế này. Đó, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, thì bắt buộc muốn thẳng máy các bạn phải cây cái gì vào dưới cái chỗ cái củ bi này để cho nó không không còn ôm vào nữa. Đó, các bạn phải làm như thế này. Đấy, đấy là cái nhược điểm duy nhất của cái cây gậy này, tức là về cái khóa bi này nó không được siết chặt. Đấy, dẫn đến là nếu mà đặt đứng như này nó sẽ không được chắc nữa. Thì đấy là nhược điểm của cây này. Thì mình sau thời gian sử dụng thì mình thấy nhược điểm của nó là như thế. Thì còn một cái nhược điểm nữa thì nhưng mà cái nhược điểm này nếu mà dùng trên điện thoại ấy, thì sẽ là không có vấn đề gì, nhưng mình dùng cho máy ảnh thì cái nguyên bản cái cây gậy này mình xoáy cái này ra cho nó đỡ vướng. Nguyên bản của cái cây gậy này khi lúc mới mua về, cái chân này, ba cái chân này nó chỉ ôm ở cái mức độ này thôi. Đó, mình giữ lại, nó chỉ ôm ở cái mức độ này thôi. Thì đã dùng cái điện thoại, cái độ rộng đoạn chân này nó rất là vững khi với chiều cao của cái cây gậy này là kịch như này. Đấy, đặt nó rất là vững với cái độ dạng rộng của ba cái chân này như thế này là vững. Nhưng mà mình thì dùng cho máy ảnh nên với ba cái chân này rộng thế này mà đặt máy ảnh là đôi khi là gió thổi là có thể đổ đổ gậy, là có thể dẫn đến hỏng máy ảnh, nên mình đã thiết kế ra. Thì bạn nào nếu mà đang dùng gậy này mà muốn dùng cho máy ảnh thì có thể làm theo như mình. Đó chính là cái chỗ cái lòng này. Đấy, thì từ đầu nó chỉ rộng đến đây thôi, cái độ rộng của nó đến đây, nhưng mà mình thì mình thấy nó rộng thế nên nó không không có độ vững, nên mình đã lấy dao mình sấn nó vào. Thì ở cạnh cái củ này, ở cái củ này nó có một cái đường viền vòng quanh này, làm một cái đường căn mặc định. Kìa, các bạn có thể lấy cái con dao dao nhỏ sấn cái nhựa cho nó đến đúng theo cái đường vành của cái củ này. Đó, thì lấy để cho nó có độ bằng nhau ấy, sấn vào thì cái cây này nó sẽ, cái chân này sẽ mở được rộng ra. Đó, rộng ra thì khi đó rộng ra rồi thì các bạn đặt điện thoại hay là máy ảnh nặng mà với cái độ cao như thế nó vẫn cứ rất là vững, nó không đổ được. Đây là mình, đây mình đã sấn cho nó, sấn từ đầu nó chỉ ngửa được đến đây thôi. Đó, ngửa được đến tầm này, nhưng mà khi sấn rồi thì nó ngửa được lên thêm. Thì giờ mình sẽ đặt xuống dưới đất cho các bạn xem cái độ rộng của nó sau khi mình chế cái cây gậy này nó nhìn như thế nào nhá. Đó, thì đây, rút hết lên. Đây, khi rút lên kịch thì nó sẽ mắc lại cái chân cây gậy ở chỗ này. Đó, và cái cây gậy khi mình làm chế xong nó sẽ rộng như được như thế này. Đó, còn khi lúc mới mua về thì nó chỉ được tầm như thế này thôi. Đây, đó, khi mới mua thì nó khi mình chưa sấn cái chân nhựa ở chỗ dưới này thì nó chỉ rộng được như thế này. Mà rộng được thế này thì mình đặt máy ảnh lên trên cao nó sẽ rất dễ đổ. Cái mình sẽ sấn thì nó sẽ rộng được ra như thế này. Đó, rộng ra sát với mặt đất luôn, cái độ lỏng của nó rất là rộng, dẫn đến rất vững. Đấy, thì đó là một cái chế gậy của mình. Còn về hai cái nhược điểm của mình vừa nãy nói thì cái cây gậy này nó chỉ có nhược điểm duy nhất là ở cái khóa bi này thôi, là nó không được chắc tuyệt đối. Đó, còn lại nó vẫn cứ đem lại độ tiện dụng, và cái cây gậy này cực kỳ cứng cáp luôn, nó có thân rãnh ở cây gậy luôn, đâm ra là nó không dẫn đến xoay bi, nó vẫn cứ chắc nịch. Rồi, đây là cái cây gậy sau thời gian mình cũng dùng được 2 năm rồi. Thì nay mình đánh giá lại cho các bạn xem về cái độ bền cũng như ưu nhược điểm của cây gậy này. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Mọi người xem thấy hữu ích thì ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.